Yo, xin chào mọi người đã trở lại với channel của mình. Và mình là Khánh Nén đây. Hiểu kiểu gì? Drop it. Thì đã lâu lắm rồi mình không ngồi lại với nhau và bàn luận về cái content đó chính là fashion. Thì hôm nay mình sẽ ngồi xuống đây và nói một số những gọi là thứ mà mình sẽ muốn và muốn làm trong năm nay. Thì bước sang năm 2020 mình chưa có một dự định gì, chưa có một dự định mới cho cái content ở cái kênh Khánh Nén của mình. Cái mình muốn trong năm nay đó chính là mình muốn phát triển cái kênh của mình mạnh hơn nữa. Và cụ thể là mình sẽ phát triển về content fashion ở trên kênh của mình. Thì kênh này bắt đầu mình sẽ chia sẻ về những cách ăn mặc, rồi review về những đôi giày mới của mình, và thi thoảng sẽ làm những cái vlog mà mọi người muốn, và chia sẻ những cái thứ mà xung quanh mình đang gặp phải, và chia sẻ những cái vui, cái buồn, rồi những cái mà mình cảm thấy nó là hay để làm lên những cái vlog thú vị hơn để đăng lên trên cái kênh Khánh Nén cho mọi người nha. Thì dạo gần đây thì mình có pick up khá là nhiều những đôi giày mới, khá là nhiều những brand mới, và những brand mà có thể gọi là mọi người có thể là những cái brand mà mọi người chưa gặp đến bao giờ đó. Mà hiện tại mọi người thấy một cái background mới như này, đó chính là hiện tại mình đang ở một căn nhà mới ở bên Nhật, và mình mới thuê được cái căn nhà này và mình set up nó theo những cái mà mình thích đó. Đó, nói chung là nó cũng không được đẹp đâu, nhưng mình sẽ set up một cái góc như này để mình làm ngồi chia sẻ, ngồi xạo xạo với mọi người cho nó vui vẻ hơn. Đó là kế hoạch của cái kênh mình trong năm nay, và mong mọi người sẽ gọi là ủng hộ mình và cho mình một like. Đó, hiện tại thì mình chắc subscribe thì có cũng được, nhưng thực ra là mình cần like hơn để được cái đề xuất ở trên cái kênh YouTube. Thế nên là mong mọi người bỏ ra một giây để cho mình xin một like. Những ai mà thích mình làm về thời trang thì cho mình xin một like để mình có cái động lực để mình tiếp thu những cái gọi là mới mẻ hơn, và tiếp thu những cái tốt hơn vào cái đầu của mình để mình có thể chia sẻ cho mọi người. Và tất nhiên thì kiến thức của mình thì hiện tại cũng thể không thể bằng ai ở trên cái kênh YouTube, trên cái cộng đồng lớn như thế này, nhưng mà sẽ một số người sẽ vẫn có thể cần đến cái kiến thức của mình, vì cái cách ăn mặc của mình là cách ăn mặc mà có thể nói là streetwear, nhưng mà có thể nói nó là một phong cách mà dành cho đại đa số những học sinh ở Việt Nam, vì cái cách ăn mặc của mình nó khá là đơn giản và khá là rẻ. Có thể là quần áo mình nó không phải là fake, nhưng mà nó rất là phù hợp với cả túi tiền của tất cả những người ở Việt Nam, tất cả những học sinh ở Việt Nam, vì cái quần áo của mình hầu như đến từ local brand của Trung Quốc, local brand của Nhật Bản và những cái local brand của Việt Nam. Đó, thì hầu như là các local brand đó thì áo chỉ dao động từ 400.000 cho đến 800.000 thôi, quần cũng vậy. Thế nên là những cái mà mình chia sẻ nó sẽ đến từ gọi là đến từ những cái mà mình đã mặc, đang mặc, và những cái mà mình đã từng trải qua ở cái lứa tuổi học sinh mà tất cả mọi người đều gặp phải và không có tiền. Đó là tất cả những cái những cái mà giới thiệu ban đầu, những cái giới thiệu về cái sự định hướng của mình trong năm tới, và mong mọi người sẽ ủng hộ mình để mình có thể phát triển được cái kênh này. Thì thực sự là mình rất hiểu kiểu gì, mình rất là muốn phát triển cái kênh YouTube của mình, vì nó cũng đã được thành lập khoảng 3 năm nay rồi, mà nó delay khá là nhiều so với cái dự định và cái mong muốn của mình. Thì mong mọi người sẽ ủng hộ mình nha. Nice. Ok, thì cảm ơn mọi người đã xem hết cái vlog này và nghe mình xạo xạo một số phút vừa qua, và mong là cái vlog lần sau, bắt đầu từ cái vlog lần sau, nó sẽ triển chu hơn và làm đều đặn hơn, nói chung là ra được nhiều video giới thiệu về local brand hơn cho mọi người, tiếp cận đến cho mọi người kiến thức, gọi là kiến thức căn bản về thời trang hơn. Ok, cảm ơn mọi người nha, và bye bye mọi người, và hẹn gặp lại mọi người ở những cái vlog lần sau. Bye bye.